Trong tập trước, top 30 cầu thủ nhí xuất sắc đã cùng tham gia với Tú Linh, Khánh Duy trong một trò chơi cực kỳ vui nhộn, mũi tên nói thật. Những bí mật xấu hổ nhất, những hành động khó đợi nhất đã giúp giây phút bên nhau của các bạn nhỏ trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Và chắc chắn, các cầu thủ nhí đã có một tinh thần hoàn toàn thoải mái trước trận đấu giao hữu đặc biệt hôm nay. Đối thủ ngày hôm nay của các cầu thủ nhí là một đại diện tiêu biểu của bóng đá thành phố, đội thiếu nhi quận 6, sẽ là một đội bóng rất đáng gờm đây. Vì thế, huấn luyện viên Hồng Sơn và ban huấn luyện đã có buổi làm việc thật kỹ lưỡng với các cầu thủ nhí của chúng ta. Cùng xem buổi tập luyện chuẩn bị này để cổ vũ tinh thần cho top 30 nào. Con thấy rất sợ hãi khi đá với đội năng khiếu Thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì con thấy các cầu thủ rất to. Khi chuẩn bị giao hữu với đội năng khiếu Thành phố, con thấy rất là hồi hộp và rất là phấn khích. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Các cầu thủ nhí của chúng ta có vẻ đang rất tập trung luyện tập vì hiểu rõ đội bóng đối thủ khá mạnh. Các bài tập cũng đã được tăng dần độ khó. Được thầy Hồng Sơn hướng dẫn thì con đã được trang bị rất nhiều thứ như là kỹ thuật, sức mạnh. Cho nên là con bớt sợ hơn nhiều rồi. Và con đang rất trông chờ cho trận đấu này. Đã đến giờ thi đấu, đội hình xuất quân của đội bóng đến từ trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2016 hứa hẹn sẽ mang đến màn thể hiện bùng nổ. Bên kia, đi luôn, đi, xuống xa kìa, đấy, bắt rồi, không đẩy, sát ta sát thôi, không đẩy sát, đúng rồi, sát, lên, đúng rồi, nào người của mình đâu, kèm người kìa, về từ từ, san bảo an, giữ bóng lại. Vậy là hiệp một của trận đấu đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Thầy Hồng Sơn ngay lập tức có sự thay đổi chiến thuật. Đấy, bảo lúc nào cũng phải sang cái chân phải làm gì, đèo sát thế này. Đấy, cứ đèo này là họ đèo là đèo sát luôn cho đẩy người. Bắt đầu hiệp 2, chờ xem các bạn nhỏ của chúng ta có tạo nên được đột phá hay không nhé. Lên nào. Chân trái sang đi. Wow, Tuấn Phong đã châm ngòi trận đấu bằng bàn thắng đẹp vào lưới đội bóng đá thiếu nhi quận 6. Có vẻ như bàn thắng của Tuấn Phong đã truyền thêm lửa cho các chân sút của đội bóng đến từ trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2016. Chúng ta có thể chứng kiến liên tiếp những màn thể hiện phối hợp đầy cảm hứng trên sân.
trận đấu đã kết thúc với chiến thắng nghiêng về đội bóng đá Toyota. Sau trận đấu, các cầu thủ nhí đã có những chia sẻ của riêng mình. Dạ, đội con không giành chiến thắng thì con rất buồn và cũng rất vui vì cái được đá với các bạn. Con cũng hơi buồn nhưng mà con cũng vui vì hôm nay con đã có một trận đấu thể hiện hết mình. Nhưng con giành chiến thắng các bạn thì cũng biết là trình độ các bạn hơn đội con. Con rất vui khi đội mình đã thắng đội đó và cũng có những lời để cố gắng luyện tập thêm để gặp những đội khác mạnh hơn. Sau khi bàn cho đội tuyển của mình thì con cảm thấy rất vui và sung sướng ạ. Và muốn đấu lại một lần nữa. Màn thi đấu giao hữu giữa hai đội bóng trẻ diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi nhưng không kém phần kịch tính và quyết liệt. Với phần thể hiện xuất sắc, đội bóng của huấn luyện viên Hồng Sơn đã giành chiến thắng thuyết phục. Thêm một bất ngờ dành cho các bạn nhỏ, đó là các bạn sẽ được tham gia một lớp học đặc biệt cùng những học viên mới. Chắc sẽ thú vị lắm đây. Đón xem điều gì đang chờ đón các bạn trong tập 43 của chương trình Khi Trái Bóng Lăn, phát sóng lúc 19h25 ngày 1 tháng 9 trên kênh truyền hình Let's Việt. Công ty Toyota Việt Nam hân hạnh thực hiện chương trình này.